Xin giới thiệu với bà con, đây là nhà thờ giáo xứ Bình Điền thuộc Tổng giáo phận Huế. Đây là nhà thờ và nhà xứ này. Hiện do các cha dòng Thánh Tâm Huế cai quản. Đây là một vùng đất rất là bình yên. Giáo xứ Bình Điền. Dầu tràm trên Bình Điền là cái dầu của nhà dòng em làm, của một ông cha ông làm. Đây, đoàn hành hương giáo xứ Yên Bái đây. Đi đi trên cái trục đường của ở các cái lăng lăng tẩm của các cái vua chúa. Đây là con đường thẳng đi tới cột cờ. Cột cờ Huế à? Đây là sao nhỉ? À kia kia kia. Đi phía cột cờ phía trước rồi. Đây cách Thiên An bao xa chứ? Dạ? Đây cách Thiên An bao xa? Cách Thiên An khoảng độ 5-6 cây. 5-6 cây ạ. Đây chính là cột cờ à? Đây cột cờ đấy. Thẳng cột cờ Huế đấy à? Cái đường thẳng bét đấy, người ta đi rước vua lên tế đàn đấy. À, đấy thẳng đường bét. Đường mình cũng đi qua đàn Nam Giao này. Đi thẳng lăng tẩm thẳng của các vua chúa, một đường thẳng. Đi thẳng nhé. Qua cầu. Vâng. Cầu Nam Giao đấy, đây là cầu Nam Giao. Cầu Nam phải. Giao. Đây là cầu Nam Giao. Có đề cầu Nam Giao. Đền đây cái cầu Nam Giao à? Vâng. Ai đấy? Ai đấy? Đấy cầu Nam Giao. Ôi trời ơi, Giang, Trang. Đàn Nam Giao thì cầu Nam Giao. Chào cả nhà đoàn hành hương, người với tay một cái động viên, chào chị trưởng đoàn, chào người Sài Gòn anh ơi, chào Sài Gòn, chào bác truyền thông đây, Sài Gòn, chào chẳng ai nói gì, Sài Gòn ra cùng truyền thông với lại đoàn hành hương của giáo xứ Yên Bái, chị em hiền mẫu, lắm thịt và đấm như kiểu là vượt xa cả ngàn cây số, gần ngàn cây số. Cả đi cả về là gần 2.000 cây số đấy. Đến nhà một cho bạn. Chuyến hành hương lịch sử. Đi mấy ngày nhỉ? Quên. À, qua cột cờ rồi sao ấy? Không, mình có đi thẳng không? À không đi thẳng à? Rẽ rồi à? Vì vẽ rồi. Năm phía trước. Đấy, nhà thờ Vũ Cam này. Nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Huế. Rẽ phải anh nhé. Tới nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế rồi bà con ơi. Đẹp quá. Nhà thờ này là thời Pháp xây. Thờ Pháp xây nhưng mà tí tháp lưng lửng thôi. Đó là mới xây cái tháp lên. Thì là tháp này nó cao hơn một giờ. À. Anh cua sang bên phải, lấy cua sang bên phải anh nhá. À trái anh nhá. Cua sang bên trái để vào phải. Đó, cổng đen đen đó. Đó. Anh cứ cua ra là vào được. Ê, đoàn chúng ta đến cổng dòng Thánh Tâm Huế rồi. Cổng dòng Thánh Tâm Huế rồi. Không cứ vào trong luôn. Xin vào thẳng trong cua thoải mái luôn. Cái này trước đây vào một lần. Thôi rồi, ngồi im, ngồi im. Ngồi im, ngồi im, ngồi im. Em vào trước. Thank you.
đoàn hành hương hiền mẫu Yên Bái đấy, vào đường Thanh Tâm Huế rồi. Đây là dòng Thanh Tâm Huế. Mát mẻ tuyệt vời quá. Đoàn chúng con đã đi tham quan hành hương dòng Thanh Tâm Huế. Thanh Tâm Huế. Đẹp chưa? Đây là trong nội vi nhà dòng. Rất đẹp luôn. Đây là ngày thứ ba đoàn hành hương chúng con sẽ đi một số địa danh, địa điểm tôn giáo. Chào cha. Vâng. Người chịu vậy thôi. Đấy, đây là dòng Thanh Tâm Huế, trung tâm dòng Thanh Tâm Huế, nơi các cha truyền giáo rất là nhiều nơi, trong đó cả vùng Tây Bắc, vùng Yên Bái. Giáo xứ thành phố Yên Bái thì cũng có các cha dòng Thanh Tâm đấy, từ Huế ra truyền giáo. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Đoàn hành hương Yên Bái đã xuống tới nơi địa điểm đầu tiên. Chào dòng Thánh Tâm. Chiều. Yên Bái. Dạ. Đây đoàn hiền mẫu Yên Bái chứ. Dạ. Lần đầu tiên hành hương La Vang, Huế và hồi xưa cha Yên giúp vào đó mà nhỉ? Dạ. Hồi xưa cha Yên giúp vào đó phải không? Dạ, cha Yên giúp rồi đó. Bây giờ vẫn còn cha Dũng. Cha Dũng rồi đấy, của thầy cô Yên Bái và đưa cha về trên. Cha về trên đang ở phòng bên kia. À dạ dạ. Chào. Cha về trên đi miền Nam rồi. À dạ. Dạ, mới đi sáng nay đi đi để mà khánh thành nhà Lập ngày mai. Cái nhà nước này. Lục nước. Lưu niệm bán những cái đồ lưu niệm của dòng. Tâm Huế cũng có tượng hành, rồi có các loại thuốc nữa. Đấy, có rất nhiều thứ ở nhà dòng Thanh Tâm. Mọi người ai đặt công chua không ta? Ai đặt công chua không kìa? Huế. Huế hả?
Nhiều thứ, rất nhiều thứ. Đó lại tinh dầu trầm sông này, ảnh tượng nến hoa có hết. Quay cho vợ ở nhà xem à? Quay cho mọi người xem. Cha gừng, mẹ thiên hương. Trụ sở chính của dòng Thanh Tâm Huế. Chính của dòng Thanh Tâm Huế, nơi có các cha được rủ đi truyền giáo vùng Tây Bắc. Đây là dòng Chúa Cứu Thế Huế, đoàn hành hương hôm nay đi tham quan dòng Chúa Cứu Thế Huế. Bên trong nhà thờ, bên trong khuôn viên nhà thờ dòng Thánh Tâm Huế. Đoàn hình hương vào đây thời gian ngắn để chụp hình. Mười mười năm phút thôi. À, tôi không, tại vì biết nếu mà lâu thì đưa xe vô đi. Không nhanh ạ, chụp cho em cái. Rồi, ok. Nhanh. Được chưa? Rồi, chụp hết rồi, ok. Chính nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế này, dòng Chúa Cứu Thế Huế. Một không gian rất là chụp hình không nhà thờ đấy đẹp chứ nhỉ? Thế nhà thờ không đẹp mà. Không đẹp á? Nhà thờ không đẹp mà. Đẹp chứ. Đây là di tích lịch sử đàn Nam Giao à, nơi các vua chúa thường nguyễn đến. Cô bé